Sôn chun rừng gôn cà tình nhu tiàng bì ca bì dù lùng nạc mộc hời miên cổ xa môi rù nơi nhàng sắc đông rù mê nì rù nơi giang miên sụp hẹp miên cổ nông cổ xa nụ miên côn bro chom nôn bì nè grau mô bà đai rò bò kì có bàn thê lẹ khluôn chư đau rô cổ bẹt mô bà chì bà đòi mình chia sọ lời môn bêl mà đai rò bò bộ kì xa có bàn hào bộ kì tiàng bì mô vơ ca ប្រដាំដោយតូតូលយកនៅគេមរតកដោយគ្រូសាររបស់ពួកគាត់មានការក្រៃក្រខ្លាំងពេកគ្មានអ្វីនឹងចែកឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់នោះទេម្ដាយរបស់ពួកគាត់មានតែមជុលពីដើមចែកឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានទទួលយកនៅមជុលទាំងពីរដើមនោះក្រោយមកម្ដាយរបស់ទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានលាចាកលោកទៅលុះកន្លងទៅបានជាង 1 ឆ្នាំឪពុករបស់ពួកគាត់ក៏មានប្រពន្ធចុងមួយទីដោយគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នានោះទេព្រោះម្ដាយចុងរបស់មេញប្រុសទាំងពីរនោះមិនបានស្រឡាញ់ពួកគាត់ទាំងពីរនោះទេតែជាប្រមាថនឹងវាធ្វើបាបសឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយមកម្ដាយចុងក្មេញប្រុសទាំងពីរនោះក៏មានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតម្ដាយចុងក្មេញប្រុសទាំងពីរនោះកាន់តែមិនពេញចិត្តលើក្មេញប្រុសទាំងពីរនោះទៀតរឿងរ៉ាវនៅក្នុងផ្ទះទាំងប៉ុន្មានម្
nó cần lòng từ bay buồn ram chân nằm mơ mặt đai trong có bạn nhúc nhung ao ở bộ đồ bọc kỳ đằng vì mặt đai trong đồ bọc kỳ có bạn nhúc nhung ao ở bộ đồ bọc kỳ vô vụ kỳ từ bọc bóng chào nơi cần nào để chờ từ bộ đồ bọc vụ kỳ có bạn kết hai kết tiết ở rồi dạ về vì bay tháng ngày cào mô có bạn xâm ra chất vô con đằng vì nẹ nụ từ bọc bóng chào nông cần nào để chờ bê nụ ở bộ có bạn hai con đằng vì ao mô ở rìa chồng kho à xâm lệ bọc bẹ môi chấm nuôn đàm bay từ rô ốc đốt nơi khổng prầy con con tàng pi nó có dồn prôm từ tam ở phục từ rô ốc khổng prầy con con tàng pi nó có dồn prôm riếp trăm ai văn xâm lệ bấm bẹ khao áo môi chấm nuôn đàm bay châu từ khổng prầy rô ốc chì môi nâng ở phục đòi bó rô tè cô châu từ khổng prầy lúc châu từ đó khổng prầy trở hài ở phục có bàn xua từ con thả ô con tàng pi ấy lỡ dương một đo khổng prầy hôi tao còn lại ní con miên squal tế hoa con pro đại chỉ con cho bọn nụ cọ bàn chlai tọp thả mát lục ở bốc còn lại ní khi nhóm thlọp squal pro còn lại ní khi nhóm một khuyên cô chỉ nhật nhọp ná lục ở bốc rộ bọc kì cọ bàn bó rộ tay bọn to từ một tiệt đàm bầy sway nhu rộp rầy trừ lúc bó rộ tay tự đo khăn mốc rùm lồn tự bàn rồi dạ về mùi máu bi máu rồi bọn có chạp đàm xua bọn to tự tiệt con tầm bi một đo tì ní hói nó con đôi chỉ riêng chừng ngày hói tao con viên squal gần lại ní thế ha con pro cho bong có chlai top chỉ môi nâng ở phúc tiệt thả bát men hai lần ở phúc gần lại ní có nhóm squal đai pro nhóm có à xa một phía rô gần lại ní đai ri ai bôn pro hồ bọc quạt vinh cắn tay ngưỡng chừng ngọ thả mấy con lúc ở bộ đồ bọc quạt bò rồi tay bản đá xua bản đá ảnh chắn ở phúc rô bọc kì cắn tay bò rồi tay chừng ngày tới lúc đó gần đà rầy rồi mô có bàn xua con bản đó tiệt thả cần đào bầy ní con lọp squal thế con hai con lọp bọc đò tin đi hế con bọc đài chi con cho bọn núp có bàn chlai tóp chi môi nâng lộp ở bụng bình thả dì lộp ở bốc cần lại ní nhóm bàn đài squal thế bụng nhóm bàn đài bọc đò tin đi thế rút việc ngái bì cần lại để nhóm lọp squal bọc hai tái cần lại ní đôi chi sầm bộ ô nát bốc cần lại ní ba dừng rộp ống rộp tay mùi plét nâng bàn tệ tè bình hai mình ấy tế lộp ở bốc chăm nhóm chui rộp ống bố ô tì ní sru rộp ná bố vi trao ná lực ấp bốc ấp bốc mình bố tăng bì nẹ nụ có bàn bố tơ bố kê tăng bì thả bàn chấn con côn rộp tì ní sân hai lực ấp bốc nâng bàn to bò tê tư khẳng mốc tí tờ rộp khẳng mốc rãnh lố vi xâm bố chinh nâng nạ côn bì nẹ bông bố ôn có dùl bồm hai có bàn đào rộp ô nơ chít chít nụ côn bố đai chì côn bố đai chì côn bố ôn có bàn chlai tóp chì mùi nâng lúc ấp bốc vinh thả bốc 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 ta chó bốc rộp ô hai chạp mộc vinh nắp bốc nhầm khlạch nắp rộp nơi nông bây ní
viết ngặt nà Phúc, hãy Phúc bà chặt bà dành phong. Các nhóm nơi chăm Phúc nơi tì ní, chì mùi nâng bòn pro, hãy các nhóm có chúi rộng ổ đây. Ừ, Phúc rộ bò phụ kì có bàn bò rộp tế chân mộ. Đào tốc tốc ai con pro tăng bì rô nơi con đàl bì trừ. Hãy ừ, Phúc rộ bò phụ kì có bàn bò rộp tế trò lọc một tế huỳnh. Đào tốc ai kênh pro tăng bì nẹ rô nơi con nông bì trừ. Lúc một đọc tế huỳnh, pro bún chung rộ bò cô át có miên ca sắp bài chất dạng khẳng. Đào dốt ác con tăng bì nẹ nô tử cháu con nông bì. Ừ, mày vi, kênh nhóm một huỳnh hôi. Ừ, mình ấy tế ơ vi, kênh sắp bài chất khẳng ná. Đào ơ vi ánh dốt ác bì nẹ nô dốt tự bò bong đào nông bì. Thầy bì cừu xa nô chi bắn tò mô. Thầy bì nẹ bong ôn rô nơi con nông đầy đò gom sọt nô. Vụ kê tăng bì ông quy rôn chăm ơ bốc rộ bò phụ kê. Đói phùm khơi ơ bốc rộ bò phụ kê tư vô phụ kê lời. Rôn chăm bì mùi mòng tư mùi mòng mùi thang ngày tư mùi thang ngày. Còn nơi tài mình khơi ơ bốc rộ bò phụ kê. Bông pro có ba nị dây tư phụ ôn pro thà. Ừ dương mình bạch chăm tê phụ ôn pro. Rô ơ bốc rộ bò dương pra hê chì quát rộ lọc tư bà tia vinh hơi. Phụ ôn pro có ba nông hô dùm. Bông pro rộ bò kê có ba nị dây bắn to tiết thà. Mình ấy tê phụ ôn pro. Chăm bóng chân chăm phôn. Phôn mình bạch phê tê. Ai nà tớ mà chua đá nẹ bạch đá rồi bỏ dương tục aoi. Mùn bếp đài quát lia chạc lốt. Xôn phôn dược mà chua nốt aoi bòn mốt. Bố nơi ai bòn ní mùi đàm hơi. Nơi ai phôn mùi đàm tiết chẳng bàn bì đàm hơi nà phôn. Phôn bố rồi bỏ kì có bàn aoi. Mà chua đá là bạch đá rồi bỏ kì bàn xó tục aoi. Sở rộng tớ mà chua cứ bì đàm. Bọn bố rồi bỏ kì có bàn dốt mà chua nốt dốt tư cài chân này thua chì prun. Đàm bây bó bánh sạch lúc cái chân này mà chú lô tiệm bì đào mà nụ thư chì múc bố nhu rút có bán tự bánh sạch. Lúc bán tự bánh sạch có bán sạch đốt bòm nòn. Vụ kế tiệm bì nè rộp lời chân một cài bình phụng khớ có rút nơi khu nông bây nụ. Rút nơi chì bần tò dù dù tử. Vụ kế tiệm bì nè không bằng rộp xì. Thư sài chồng ca nơi khu nông bây. Nơi bế đại vụ kế khuyến cổ bú. Vụ kế tiệm bì nè có bán sắp xíu khá nê chì m ôn rộ bọ kì. Ông bí bà nhà hà cọp bụi. Đồng bông phụ kì rô nức ở với mình khớn sọ lời. Cái một ôn bro rộ bọ kì có bàn chú bật tế. Cọp sờ đại bàn xo túc nức nông kè sạch. Bọn bro mà nẹ nụ cọp nhạc khuôn bờ thả ơ. Mẹn hơi nức nông kè sạch đánh tay miền cọp sờ. Nơi bê nụ bọn rộ bọ kì có bàn tự bó bánh sạch chì riêng rõ ngã. Cái một có bàn sần xong cọp tục. Cái một có bàn rút ra bầy ao đầm bầy thứ trong cả tiền pi nẹp bong phôn miền ca ụ xà chi diêm khăng na hơi có miền ca sầm 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 chay dạng khăng có bú cho bò phụ kê đại bàn sầm sầm tốt có bàn dốt từ xà ru thứ chi trong cả đòi ca khắc không rồi bò phụ kê tiền pi nẹp có bàn sầm rạch đốt cô bầm nòng mũi nam cày mô phụ kê có ruột xì thu thì đòi miền ca sầm 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 chay phụ kê tiền pi nẹp có bàn khai chi nẹp miền nữ không rầy đòi miền trop sầm bát dạng chán hô phía. Phụ kê tăng pi nè nơi bế đai xo trọp xâm bạc chân có bán thơ ca bó rơi chạ từ ai nè gây cro nơi khổng phùm. Nè sốc nè phùm miên ca sợ bài chất khăn nè hơi bị cha mà ràm đi có bán sọp xài giáng tơ lùm tơ liê bính tăng phùm. Lúc bị cho cha mà ràm sọp xài dù tơ có bán lư tơ đo mà đai chong nâng ở phục rộ bò phụ kê. Nói nơi bế nô mà đai chong nâng ở phục rộ bò phụ kê có bán bị cruốc nê thả. Ơ vi, bộ dưỡng ở ông có hộp hơi. Hơi thằng ngày ní khi nhóm bán đá châu từ khu nông phùm. Lứ nẹ phùm kê nị dạy tha. Nơi còn đà rấy cứ miên bọn bốn bì nẹ. Phụ kê tặng bì nẹ nụ kê miên khẳng ná. Hơi có bán bó rạch chạc trọng sầm mát từ áo nẹ sốc nẹ phùm rộp bó bộ dưỡng phong. Hơi bộ dưỡng ở ông có hộp hơi. Mớ ơ vi ánh tớ nông bây mớ rành lô bán ông có đằng kê. Đàm bấy dốt một đám bài hộp. Phúc rộ bọc mình bọc tăng pi nẹ nụ. Mình cứ chạy ăn đi. Tiên cổ tấm rộ tế. Bọ rộ tế. Chánh tư cần đạp rấy. Đạp bầy xóa
ែងរកបរោះទាំងពីរអ្នកដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយពេញទាំងភូមិលុះបរទេសយូរយូរទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅក៏បានទៅដល់ផ្ទះបរោះទាំងពីរអ្នកនោះហើយក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលថាយីអើនៅក្នុងព្រៃសោះមិនក៏មានផ្ទះអីក៏ធំម្លេះអើអ្នកណាគេទៅអីក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្លេះគាត់ក៏នឹកស្មានពុំដល់ដែរថាជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនលុះបានជួបបរោះទាំងពីរអ្នកក៏ឃើញថាជាកូនរបស់ខ្លួនហើយក៏បានដើរទៅជួបកូនរបស់ខ្លួនបុរសទាំងពីរនាក់នោះឃើញថាជាឪពុករបស់ខ្លួនហើយក៏បានស្ទុះមកអោបលោកឪពុករបស់ខ្លួនដោយមិនគិតថាលោកឪពុករបស់ខ្លួនចិត្តអាក្រក់ដែលបានយកខ្លួនទៅបោះបង់ចោលនៅកណ្ដាលព្រៃពួកគេទាំងពីរនាក់បងប្អូនក៏បានស្រែកទ្រហោយំនិងអោបឪពុករបស់ខ្លួនយ៉ាងជាប់ហើយក៏បានសួរសុខទុក្ខម្ដាយចុងរបស់ខ្លួនទៀតដោយពុំគិតថាម្ដាយចុងរបស់ខ្លួនមានគំនិតគិតអាក្រក់ដោយយកខ្លួនទៅបោះបង់ចោលនៅកណ្ដាលព្រៃឡើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើការរៀបចំមហោមហាយ៉ាងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីទទួលលោកឪពុករបស់ខ្លួនក្រោយមកក៏បានរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនផ្ញើទៅឲ្យម្ដាយចុងម្ដាយចុងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មានការត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក៏បាននឹកឃើញកំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពិចារណាថាខ្លួនមានកំហុសក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះហើយសំដៅទៅវត្តដើម្បីបួសធ្វើជាយីជីថ្លែងពីគ្រួសារមួយនេះរវាងឪពុកនិងកូនទាំង3នាក់ក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាដោយមានសុភមង្គលជាទីបំផុតកូនប្រុសទាំង2នាក់ក៏បានមើលថែរក្សាឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងមានក្តីសុខរឿងកូនកតញ្ញូចោលដោយបរិបូរសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាមដានទស្សនាប្រសិនបើខ្ញុំបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណ